Kính mời quý vị lắng nghe tiếp phần chánh văn. Lời thăm cùng khắp đi đâu đâu, hương thôn bốn đào lo âu mối duyên. Tu là tu Phật tu tiên, tu cho rõ biết chữ hiền ra nghĩ sao. Mùa xuân chưa có mưa vào, cũng như đạo hành sắc ký màu chưa nghĩ thanh. Sớm chiều phủi sạch lời danh, tầm nơi chánh giác còi thanh nữ đăng về. Chú thích: hương thôn là làng xóm, đây chỉ cho các xã ấp chung quanh mình. Bổn đạo, bổn cũng đọc là gốc, đạo là một nền đạo hay một giáo phái riêng của các bậc thầy hay giáo chủ thường khuyến hóa hay kêu gọi các đệ tử. Khuyên bổn đạo lập thân nuôi chí, hoặc là bổn đạo ơi hãy ráng sửa mình. Phật Tiên Hiền, ba nền đạo lớn và cũng là ba bậc Phật Thánh Tiên thành lập ba nền đạo lớn ở Á Châu chúng ta. Phật là Đức Thích Ca, Tiên là Lão Tử và Trang Tử, Thánh là hiền nhân thánh triết của Khổng Mạnh. Đức giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo rút những tinh ba của ba nền đạo giáo lý Phật Thánh Tiên để giáo huấn môn đồ. Phật Tiên thanh lòng nhân hai, những ước ao thế giới hòa bình, nên khuyên đời truyền bá sự kinh cho sanh chung, sửa mình trong sạch. Lược giải từ câu 5 đến câu 8. Đoạn này Đức Giáo Chủ cho biết Ngài mượn tiếng kệ giảng để thăm hỏi chư môn đồng đạo khắp nơi và khuyên mọi người hãy lo tu rèn diền mối của đạo, làm người cho trọn vẹn và thực hành đúng theo lời của Tam Giáo Phật Thánh Tiên mà Ngài đã rút tỉa những tinh hoa dạy lại chúng ta.